Chào các bạn, hôm nay chúng ta học tiếng Nga cơ bản bài 46, danh từ biến đổi đặc biệt ở cách 6. Chúng ta học một chút về ngữ pháp. Có rất nhiều bạn yêu cầu tôi dạy về ngữ pháp, nhưng mà nói chung là tôi khuyên cáo các bạn là nên học giao tiếp. Tốt hơn là nên học giao tiếp và nên học thuộc rất nhiều từ và rất nhiều mẫu câu. Sau đó thì các bạn khi đã nói tốt rồi thì tự dưng là các bạn sẽ học ngữ pháp rất là dễ. Bài hôm nay là chuyên về cách 6 với những danh từ biến đổi đặc biệt. Chúng ta biết ở cách 6 chúng ta sẽ có câu hỏi где. Câu hỏi где đòi hỏi cái danh từ phải đứng ở cách 6 và đứng sau giới từ vợ. Ở cách 6 có giới từ vợ, có giới từ na và có giới từ o. Các bạn sẽ hỏi tôi là khi nào sử dụng giới từ vợ hoặc là khi nào sử dụng giới từ na. Trên thực tế thì cái này nó phụ thuộc vào ý nghĩa của câu. Ví dụ như là nếu động từ mà đòi hỏi giới từ o chẳng hạn, ví dụ như là bạn nghĩ về điều gì, bạn mơ ước về điều gì, thì lúc đó chúng ta sẽ sử dụng giới từ o. Thế còn giới từ vợ và na thường dùng ở cách 6 để chỉ địa điểm hay là gọi là chỉ nơi chốn. Bây giờ tôi sẽ lấy cho các bạn ví dụ. Где вы покупаете продукты? Bạn mua thực phẩm ở đâu? Где вы покупаете продукты? Продукты. Các bạn cố gắng khi mà tôi nói thì các bạn cố gắng là nhắc lại theo thì các bạn sẽ học thuộc những cái câu đó. Где вы покупаете продукты? Các bạn có thể trả lời я покупаю. Ở đây chúng ta có thể trả lời я покупаю их. Их có nghĩa là mua chúng. Hoặc là chúng ta có thể nhắc lại cả câu я покупаю продукты в магазине. Я покупаю продукты в магазине. Có nghĩa là tôi mua thực phẩm ở cửa hàng. Thì chúng ta nhìn thấy danh từ magazine đứng sau giới từ vợ và nó sẽ có thêm đuôi ye ở cuối từ. Bây giờ chúng ta sẽ có câu hỏi thứ hai. Где работает ваш отец? Где работает ваш отец? Bố của bạn làm ở đâu? Các bạn sẽ trả lời он работает на заводе. Vậy thì lúc nãy chúng ta thấy sử dụng là giới từ vợ với từ magazine. Thế và ở đây завод thì chúng ta lại sử dụng với giới từ na. Bởi vì sao? Danh từ завод là đòi hỏi đứng trước nó phải là giới từ na chứ không thể là giới từ vợ được. Tuy vậy có những danh từ mà nó cho phép sử dụng cả giới từ vợ và giới từ na tùy theo cái ý nghĩa của câu. Ở đây tôi muốn nhấn mạnh với các bạn là cách 6 trả lời cho câu hỏi của Dê theo nguyên tắc thì danh từ chỉ nơi chốn đứng sau giới từ sẽ có đuôi ye như là vợ magazine và na ra vột. Tuy vậy ở trong tiếng Nga chúng ta có 14 danh từ mà nó lại không tuân theo cái luật đó, tức là nó không có ye ở cuối mà thay vào ye nó lại là nguyên âm u. Ví dụ chúng ta có từ bốn và ở cái 6 thì sẽ là napalu. Đây chúng ta sẽ napalu đó, bốn napalu. Từ thứ hai đó là từ most. Và khi chúng ta nói sang cách 6 sẽ là namastu. Tiếp theo chúng ta có từ berik. Thì khi sang cách 6 thì chúng ta sẽ nói na berigu. Trọng âm chúng ta nhìn thấy là tôi đánh dấu cái chữ này cuối này màu đỏ, có nghĩa là cái đuôi từ của nó không phải là ye mà là u. Nhưng đồng thời một điều thú vị là tất cả những từ này đều có trọng âm rơi vào cuối. Tiếp theo chúng ta có từ nhẹc. Nếu mà chúng ta nói
na snegu, ở trên tuyết thì chúng ta sẽ nói na snegu, na snegu. Ví dụ như là chúng ta có từ nose, nose là cái mũi. Thế cái con gì, con ruồi đậu trên mũi chẳng hạn thì nó gọi là nanasu, nanasu. Tiếp theo chúng ta xem còn từ gì nữa. Lột, lột, lột là băng. À, trên băng thì là naldu, naldu. Đó. Đây là tất cả những danh từ mà đi với na. Nhưng trên thực tế thì cũng có thể là có danh từ snyek chẳng hạn cũng có thể đi với vờ được. Bây giờ chúng ta sẽ lấy những danh từ mà nó đi với vờ. Ví dụ, chúng ta có từ scarf. Nếu mà ở trong tủ thì chúng ta sẽ nói v scarfu, v scarfu. À, chúng ta có danh từ lies, lies là rừng. Nếu mà nói ở trong rừng v liesu, v liesu. Tiếp theo chúng ta có từ sạt, sạt. À, là khu vườn. Ở trong vườn thì chúng ta sẽ nói v sadu, v sadu. Chúng ta có từ gột, gột là năm. Trong cái năm nào đó thì chúng ta sẽ nói v gadu, v gadu. Chúng ta có từ port, port là cái cảng. Đấy, ở trong cảng chúng ta sẽ nói là v partu, ở trong cảng. Đấy, trong bến cảng. Trong bến cảng có nhiều nhà kho chẳng hạn, v partu. Chúng ta có danh từ aeroport là sân bay. Và chúng ta sẽ nói ở sân bay sẽ nói v aeroportu, v aeroportu. Tôi sẽ cho các bạn thêm một từ nữa. Google, Google. À, Google thì ở đây chúng ta có thể nói là Nauru, Nauru, Nauru. Nhưng chúng ta cũng có thể nói Vuglu, v Vuglu, tức là ở trong góc nhà. Nauru là ở trên cái góc phố chẳng hạn. Đó. Lướt là chúng ta đã chuyển sang Ludu rồi. Ok rồi. Thì ở đây chúng ta nhìn thấy đây là những cái danh từ mà ở cách 6 nó có một cái sự biến đổi đặc biệt. Bây giờ thì tôi sẽ cho các bạn những cái ví dụ. Ví dụ lần lượt. À, đầu tiên ở đây thì tôi sẽ lấy những cái ví dụ ở phía bên tay trái trước. Chúng ta có từ Ugen, Ugen. À, Ugen là cái góc, một cái góc nào đó, ví dụ góc nhà hoặc là cái góc phố chẳng hạn. Đó, thì chúng ta sẽ có một cái ví dụ. Cà phê na khô dít xác na uglu ulitsi. À, sử dụng với giấy từ na. Cà phê na khô dít xác na uglu ulitsi. À, quán cà phê nằm ở góc phố. Chúng ta tiếp theo có từ pol. Pol là cái nền nhà. À, bây giờ có bé Anna ngồi ở dưới cái nền nhà thì chúng ta sẽ nói à nhá, à nhá, sijit napalu. À, bé Anna ngồi ở, bé Anna ngồi ở trên nền nhà. Chúng ta có từ most, most có nghĩa là à, cái cầu. Cái cầu thì ví dụ như là chúng ta sẽ nói liuji stayat namastu, mọi người đứng trên cầu để xem cái gì đó chẳng hạn. Liuji stayat namastu, namastu. Birek, trọng âm rơi vào đây. Birek, birek, birek có nghĩa là cái bờ, bờ sông chẳng hạn. Đó. À, ví dụ như mà có một cô gái đứng rất lâu trên bờ sông. Anna dolga stayala na birigu, cô ấy đứng rất lâu trên bờ, bờ hồ, bờ sông chẳng hạn. Snyek, snyek là tuyết. À, snyek. Chúng ta có thể có một câu dechi igrayut na snyegu, trẻ em nó chơi trên tuyết. Dechi igrayut na snyegu. Chúng ta có thể hỏi где дети играют, дети играют на снегу. Ví dụ thế. Tiếp theo, à, chúng ta có từ nos, nos. À, chúng ta lấy một ví dụ vui. Бабочка сидит
Usabaki Nanasu. À, trên mũi con chó thì có một con bướm nó đậu. Babushka Shijit Usabaki Nanasu. Con bướm nó đậu trên mũi của con chó. Liot. Chúng ta có từ liot. Liot. Chúng ta sẽ có ví dụ như thế nào? À, ví dụ chúng ta có thể nói Mui smotrim balet naldu. Balet, balet là vở ba lê. Naldu tức là chúng tôi đang xem một vở ba lê ở trên băng. À, những người múa ba lê này người ta không đi giày nữa mà người lại đi là bàn trượt băng và người ta sẽ trượt ở trên băng. Tiếp theo chúng ta có từ scap. Scap để đặt câu thì chúng ta sẽ có câu như thế này. Одежда висит в шкафу. Ở đây là quần áo treo ở trong tủ. Chúng ta lưu ý ở đây tôi đọc chậm cho nên là tôi đọc rời từng chữ một. Thế còn trên thực tế chữ s âm s ở từ scap là một phụ âm vô thanh cho nên là dưới từ v đứng phía trước nó bị biến thành chúng ta sẽ đọc là одежда висит в шкафу, quần áo treo ở trong tủ. Tiếp theo chúng ta có từ лес và chúng ta sẽ câu мы любим гулять в лесу. Мы любим гулять в лесу. Chúng tôi thích dạo chơi ở trong rừng. Мы любим гулять в лесу. Chúng ta biết rừng Nga rất đẹp đúng không ạ? Chúng ta có thể dạo chơi được. Chứ vào rừng Việt Nam mà dạo chơi thì vắt nó cắn cho thì chết luôn. Tiếp theo, sát. Chúng ta có từ sát. À, sát có nghĩa là một khu vườn. Khu vườn sát. À, chúng ta biết rằng trong tiếng Nga còn cái từ agarot. Agarot là vườn rau. Agarot thì ở nơi đó người ta trồng rau. Thế còn sát là cái nơi mà có cây ăn quả nó mọc, là những cây lớn. À, chúng ta có câu весной, mùa xuân, яблони, яблони là những cây táo, яблони цветут в саду. À, tương tự như vậy, ở đây phụ âm là một phụ âm vô thanh cho nên là dưới từ v cũng sẽ được đọc thành весной, яблони цветут в саду, в саду. Tiếp theo chúng ta có từ год. Год là năm. Tôi cho một cái ví dụ. Я закончил школу в этом году. Trong năm nay thì tôi đã tốt nghiệp trường phổ thông. Я закончил школу в этом đọc luôn là в этом году. Году. Trọng âm sẽ rơi vào đằng sau này đúng không ạ? Tiếp theo chúng ta có từ port. Port. À, port có nghĩa là cái bến cảng. À, chúng ta sẽ nói v partu port, trọng âm sẽ rơi ra đằng sau v partu. Ở đây xin lỗi là phụ âm cũng là một phụ âm vô thanh cho nên là giới từ đứng trước nó cũng bị đọc thành cũng là thành một phụ âm vô thanh tương ứng. Partu много кораблей, ở trong cảng thì có rất nhiều tàu đúng không? Tàu thủy đấy. À, chúng ta có từ airport. A-E-R-O-P-O-R-T. A-E-R-O-P-O-R-T. Airport là sân bay. Và chúng ta sẽ có mẫu câu Я amuzium его в аэропорту. Trọng âm sẽ rơi đằng sau cho nên là đây port đọc thành pa. À, chúng ta đọc lại amuzium его в аэропорту. В аэропорту. Chúng ta muốn đọc được từ này đối với các bạn hơi khó đọc đúng không ạ? Chúng ta cứ đọc chậm. A E R I R partu va R partu per partu per partu mới giờ mình vô va partu. À, tiếp theo tôi cho một các bạn tên một địa danh Krum. Krum là bán đảo Krum. Krum thì sang cách 6 người ta cũng nói là v Krum mù v Krum mù. À, ví dụ như là chúng ta có một cái mẫu câu Karosie Vina. Хорошие вина делают в Крыму. Là ở bán đảo Crimea người ta làm rất nhiều các người ta làm những cái loại rượu nho rất là ngon. Хорошие вина делают Крыму. Đó là toàn bộ những cái ví dụ, những cái mẫu câu ví dụ đi với những cái danh từ ở biến đổi đặc biệt ở trong cách 6. Bây giờ tôi xin nhắc các bạn một điều như thế này. Chúng ta hôm nay có nói đến một giới từ ô.
dưới từ O. Dưới từ O ở cách 6, khi mà chúng ta sử dụng với động từ do much, ví dụ như là suy nghĩ hoặc là mechtach hoặc là ước mơ về cái gì đó, thì một điều đặc biệt là những cái danh từ này, những cái danh từ này khi mà đi với dưới từ mà chỉ địa điểm, chỉ nơi chốn, thì nó sẽ có đuôi U. Chúng ta nhìn thấy đây là nó có đuôi U. Nhưng khi nó đi với dưới từ O thì nó lại vẫn là đuôi E thông thường, như đối với tất cả các danh từ khác, không có gì là đặc biệt cả. Tôi sẽ cho các bạn một cái ví dụ. Ai chuông với đu mày chè. Chúng ta hỏi ai chuông với đu mày chè. Я думаю о новом шкафе. Tôi nghĩ về một cái tủ mới. Nếu như bình thường chúng ta biết rằng là nếu mà chỉ địa điểm thì chúng ta sẽ có từ scarf, đúng không ạ? Trọng âm rơi vào đằng sau. Nhưng mà nếu mà ở cách 6 thông thường đứng sau dưới từ O thì nó vẫn là scarf. Scarf trọng âm giữ nguyên. Vậy thì các bạn lưu ý là cái trường hợp mà tất cả những danh từ này biến đổi sang đuôi U chỉ trong trường hợp khi mà nó đi với những dưới từ N, V, Na, chỉ nơi chốn. Mà cụ thể là chúng ta ở đây có 13 từ cộng với một danh từ Krum nữa là thành 14 từ. Đó, ngày hôm nay chúng ta đã học một cái vấn đề khá đặc biệt để các bạn khi mà làm bài tập ngữ pháp thì người ta lại rất hay cho những cái danh từ này để các bạn làm sai. Đó, bởi vì sao nó biến đổi đặc biệt. Vậy thì các bạn hãy nhớ nhé, và để làm sao mà làm bài tập cho nó đúng để được điểm cao. Cảm ơn các bạn. Bài học của chúng ta hôm nay tạm dừng tại đây. Các bạn đừng quên đăng ký kênh, chia sẻ bài video trên tường Facebook của các bạn, viết câu hỏi cho tôi qua địa chỉ email hoangvideo37a@gmail.com và ghé thăm kênh của em bé Alisa Vui Nhộn, con gái của tôi, bằng cách gõ từ khóa trong YouTube Alisa Diary. Chúc các bạn có cuộc sống bình yên, làm ăn thuận lợi và luôn thành công trong mọi công việc.